À, cả nhà ơi, nãy giờ là mình đi mua bánh kem cho bé My nha, mà để kể cho nghe nè, định là quay cái khúc mà mình mua bánh kem với chị chủ bán luôn mà quên mất rồi. YouTuber cái kiểu này thôi, bỏ nghề luôn quá. Đây là bánh kem nha cả nhà. Sớm làng gì ta đi đâu hết trơn, ta ngủ ráo gì không thấy ai chứ. Nè nè coi, có hai má mặc áo cam đi rồi. Là như là chị em không sinh hay gì á. Quay cái bản mặt của mình đó nè, cái bản mặt của mình nè cả nhà. Ủa, mình cũng có dính màu cũng cam cam á, đỏ đỏ. Về cũng đỏ mà. Đúng rồi. Quăng không? Quăng rồi bạn. Ông không, mình mua tôm đem về nhà ăn. Thôi bán như vậy. Bán về á hả? Dạ. Đây này cô. Nhà My á. Nhà ông tổ trưởng á. Dạ. Hay là bố ngồi đây. Trời ơi, sinh nhật bé My. Năm 95 xẹt 37.